chào tất cả cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh BC Làm của Lâm ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều vì đã bỏ thời gian của mình để vào theo dõi những video của Lâm chia sẻ cho cô chú anh chị mình. Thì Lâm xin tự giới thiệu lại, Lâm hiện đang sống ở Phước Long, Bạc Liêu, và cô chú anh chị mình có thể liên hệ với Lâm qua số Zalo là 0947 727237 và nick Facebook Sơn Trần Vũ Lâm để có gì mình trao đổi qua hai cái kênh đó cho nó dễ dàng và thuận tiện. Thì cái video ngày hôm nay Lâm xin chia sẻ một cái việc, đó là phục hồi cây ngọc điểm bị nhăn lá. Cũng có rất là nhiều cô chú anh chị mình nhắn tin là hỏi Lâm bây giờ cây ngọc điểm của anh nó nhăn lá quá rồi nó hư rễ nữa thì mình phải làm sao để mình phục hồi lại cái cây đó. Thì hôm nay Lâm xin chia sẻ một cái cây mà Lâm đã phục hồi nó do nó bị hư rễ nè, hay nó bị hư rễ rồi nó bị nhăn lá thì Lâm đã phục hồi lại, thì hôm nay nó đi rễ mới rồi. Bây giờ Lâm xin chia sẻ là cái cách cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo để về mình làm cho cái cây của mình cho nó mình phục hồi cứu giúp lại. Bây giờ xin mời cô chú anh chị mình cùng xem nha. Nhà đây thì trước tiên thì Lâm xin quay ba cái cây ngọc điểm mà còn lại ở vườn của Lâm đó. Lâm chỉ còn ba cây ngọc điểm này ở nhà thôi, một chậu hai cây và một chậu một cây nó bị suy nè. Lâm phục hồi lại nè, nó vẫn còn một cái lá nửa bên nó vàng, nó nhăn, còn bên nửa bên thì nó cứng rồi, rễ nó cũng bắt đầu đi, nó phát triển lại rồi. Thì trước tiên á thì Lâm xin chia sẻ là cái việc mà cách trồng ngọc điểm trước đi nha. Đó thì như cô chú chị mình biết, ngọc điểm thứ nhất nó không thích thay chậu thường xuyên, thì chúng ta trồng chậu nào thì chúng ta hãy trồng cái chậu đó, đừng có bốc ra rồi trồng lại rồi nó mắc câu, nó không thích cái việc đó. Nếu như có việc phải thay chậu thì cứ để nguyên, nếu mà Lâm thay chậu cái chậu này nha thì Lâm sẽ để nguyên cái này vô một cái chậu to hơn và Lâm để giá thể thêm thôi, chứ Lâm không có tách nhổ ra gì hết đó. Lâm mua về như thế nào là Lâm để như thế đó lâu lắm rồi. Ngọc điểm này trồng ở đây là cũng hai mùa rồi đó, trồng ở vườn Lâm cũng hai mùa rồi. Rồi thứ nhất là nó không thích thay chậu thường xuyên, nó không thích thay đổi chậu thường xuyên và nó không thích di chuyển thường xuyên. Thì cái nơi trồng ngọc điểm thì chúng ta nên lựa chọn ở cái nơi thoáng gió, mát và có độ ẩm cao. Tại vì sao? Tại vì ngọc điểm là rễ gió, ngọc điểm vanda đó rễ gió thì nó cần phải có những nơi có thoáng gió nè, độ ẩm cao để nó lấy được nước, nó lấy được cái phần mà dinh dưỡng từ cái môi trường xung quanh để nó phát triển cho cái cây. À, thì nên lựa chọn ở những cái nơi đó. Tại sao Lâm lại nói cái này đầu tiên? Tại vì có nhiều cô chú anh chị mình nhắn tin là hỏi Lâm là sao cái cây của anh á nó bị đen rễ, rồi nó bị nhăn lá, rồi nó bị, nói chung là nó cây nó nhìn nó không có sức sống đó. Thì Lâm mới hỏi lại là anh chị treo của cây ngọc điểm ở đâu, thì anh chị mới nói rằng là anh treo ở mái hiên nhà. Và Lâm mới hỏi là nắng như thế nào và gió như thế nào, nóng hay không nóng, thì anh mới nói là anh treo thì buổi sáng, nói chung là buổi sáng nó không có nắng tại nhà hướng tây, thì khi mà buổi chiều thì nắng nó chiếu trực tiếp vô cái cây đó. Rồi thì Lâm mới nói do thứ nhất anh treo ở cái cây nó ở vị trí nó quá nắng đó, nó quá nắng đi mà nó không có được có đủ độ ẩm nữa. Tại vì sao? Tại ở phía nhà ở chung cư mà ở trong khu dân cư nữa, rồi nó đâu có cái nền đất như của Lâm đâu. Lâm ở dưới này là cái nền đất này, thì nó rất là ẩm, nó rất là, nó nói chung là nó có độ ẩm không khí nó rất là cao đó. Còn mình treo cái cây ngọc điểm mà mình treo ở cái nền xi măng, cái nền bê tông nữa thì nó rất là nóng, và nắng mà buổi chiều nó chiếu rọi vô rồi nó bốc, nó hốc ra nữa, rồi cái gió nữa nó thổi nó táp vô thì những cái đầu rễ này nó không chịu nổi, những cái đầu rễ non xanh như vậy nó không chịu nổi đó, những cái đầu rễ nó không chịu nổi, mình còn chịu không nổi nữa, đừng nói chi mà tới cái rễ cây đó. Đây là rễ nó bắt đầu nó phục hồi nè. Đó. Những cái đầu rễ này gió nóng quá thổi giết thì nó cũng phải bị thui, nó bị chột thôi. Và thứ hai nữa là mình cái việc thui đầu rễ nữa là mình bón phân quá liều, mình tham quá mình bón quá liều. Và thứ ba nữa là cái việc mà mình bón phân mình không tưới nước trước, hoặc là mình bón phân vào những cái lúc trời đang nắng như thế này thì tuyệt đối mình đừng làm những cái việc đó, tránh đi. Chiều mát hoặc là sáng sớm mình hạ tưới phân là nhớ tưới nước trước đó, chỉ như vậy thôi. Rồi đó là cái phần đầu tiên là muốn chia sẻ cô chú anh chị mình, tại có cô chú anh chị hỏi là tại sao nó bị hay bị thui rễ đó. Nếu mà ai vô trường hợp đó thì mình nên điều chỉnh lại cái nơi mà mình treo ngọc điểm á, cái nơi mà mình trồng ngọc điểm á, thì cô chú anh chị mình nên điều chỉnh lại cái chỗ đó để mình tránh cái việc mà cái cây nó bị thui rễ đen rễ do cái điều kiện thời tiết nắng nóng đó. Thì bây giờ Lâm xin chia sẻ cái cách mà Lâm phục hồi cái cây ngọc điểm của Lâm. Đây, cây ngọc điểm của Lâm đây, như cô chú anh chị mình thấy nó vẫn còn nhăn lá, nó vẫn còn một cái lá chân nó bị nhăn, nhưng mà bây giờ nó cũng đã hồi phục lại rồi nè, nó nhăn phần nữa, nó vàng phần nữa, thì bây giờ nó cũng đã bớt rồi. Vậy Lâm hồi phục cái cây này như thế nào?
trước tiên là cái cây nó bị suy rồi, nó bị hư rễ rồi, là Lâm lấy xuống, Lâm cắt bỏ cái phần ở phía dưới, cái phần thân ở phía dưới nó rụng lá chân đó, Lâm cắt bỏ chừa một khúc như thế này, rồi Lâm trồng vô chậu. Khi trồng vào chậu thì chúng ta nên cố gắng lấy dây hoặc là lấy cái vật gì đó chúng ta cố định nó lại, đừng cho nó lúc lắc, đừng cho nó đung đưa. Tại vì sao? Nếu mà nó lúc lắc, nó đung đưa do tỳ gió thổi, rồi do chúng ta tưới nước nữa, thì cái rễ này nó sẽ bị cọ với cái giá thể hoặc là cọ với cái chậu nè, nó làm cho cái đầu rễ nó bị thui chột lần nữa thì không tốt. Thì chúng ta nên cố định nó lại, đừng cho nó bị lúc lắc, đừng cho nó bị đung đưa. Rồi, đó là cái việc trồng. Thì trồng ở đây thì Lâm do là làm biến không vừa, không có lấy chậu đất nung, thì cô chú chị mình nên trồng bằng chậu đất nung đi, tại mình trồng để chơi mà. Tại Lâm trồng ở đây đôi khi mà ai lại mà thấy thích là Lâm bán luôn, chứ Lâm không có để chơi đó. Thì cô chú chị mình nên trồng chậu đất nung nha. Giá thể có thể là than hoặc là vỏ thông, ok hết. Than thì nhớ ngâm trước để cho nó bớt mặn. Rồi thì cái việc mà chúng ta đã trồng xong, cái nơi treo như thế nào, có nên treo ngoài vườn như thế này không, thì xin thưa là không nên treo ngoài vườn như thế này. Ở đây cái cây này, đối với cây này của Lâm là Lâm đem treo ở trong mái hiên, và trong mái hiên đó là từ sáng tới chiều luôn, là coi như là không có nắng chiếu tới, nó không có nắng chiếu tới, và nó chỉ có ánh sáng bình thường như ánh sáng của chúng ta ở trong nhà vậy thôi đó, nó chỉ có ánh sáng vậy thôi. Và ở trong đó nó rất là mát. Mát là sao? Mát là nếu mà Lâm có đứng ở đó 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng, nó chỉ mỏi giò thôi chứ nó không có bị đổ mồ hôi đó, đó là mát. Thì cô chú anh chị mình nên lựa chọn những cái nơi như vậy để mình đặt cái cây này nè, cái cây mà nó bị suy, nó bị nhăn lá, nó bị hư rễ là mình đặt ở đó. Rồi ở phía dưới đó thì chúng ta nên để thêm những cái thao nước, những cái xô nước hoặc là những cái gì đó để tạo cái nước nó bốc hơi lên, cho cái cây này nó kích thích cho cây này nó phát triển rễ nữa. Cái việc đó nó cũng rất là quan trọng, nó sẽ kích thích cho cái cây này nó phát triển ra rễ nữa. Rồi đó là cái việc mà nơi treo, cái việc mà môi trường treo. Thì vậy thì cây này Lâm tưới nước như thế nào? Đối với cây này, Lâm tưới nước là một ngày ba lần, sáng, trưa, chiều. Nói chung là mở vòi nước ra là tưới thôi đó, tưới lại để cho giúp cho cái cây nó mát khỏe, nó giữ ẩm. Tại vì giá thể như cô chú chị mình thấy nè, toàn là vỏ thông không, nó không có cái gì gọi là giữ ẩm hết. Thì tưới này tầm khoảng 10 phút thôi là nó khô hết rồi đó, 10 phút là nó khô hết rồi đó. Lâm tưới một ngày ba lần. Vậy đó là tưới nước. Và phân bón như thế nào? Phân bón thì ở đây là Lâm chưa có tưới NPK ha. Chúng ta hạn chế đừng tưới NPK. Chúng ta chỉ cần tưới như sau, đó là tưới 5 giọt B1, 2 giọt Antonic. Nếu có dinh dưỡng A cộng thì có thể cho thêm 1ml, còn không có cũng không cần phải cho ha, không sao hết đó. Thì chỉ cần là 5 giọt B1, 2 giọt Antonic vô 1 lít nước, rồi phun cho nó 3 hoặc là 4 ngày một lần, 4 ngày một lần cũng được, 3 ngày một lần cũng được, 5 ngày một lần cũng được, không sao hết. Thì chúng ta phun vào sáng 8 giờ sáng vậy đó, 7 8 giờ sáng, 8 9 giờ sáng vậy đó, chúng ta phun cho nó để giúp cho cái cây nó kích thích cho cây này phát triển, nó ra rễ. Nó khi mà nó ra rễ, nó phát triển lại bình thường thì chúng ta có thể đem ra vườn như thế này chúng ta treo. Đó thì chúng ta có thể đem ra vườn như thế này chúng ta treo. Nó chỉ đơn giản, cái cách của Lâm nó phục hồi chỉ đơn giản vậy thôi. Nó không có gì khó khăn phức tạp hết. Phun vậy thì hỏi là phun thuốc tới khi nào? Thì mình phun khi mà mình thấy rễ nó ra, nó phát triển khỏe rồi thì mình có thể đem ra vườn, mình treo trùng mấy những cây khác thì mình chăm là cái chế độ chăm sóc như bình thường thôi ha. Phun có thể là có người nói là Lâm cái treo cái cây này ở trong cái mái hiên đó là tầm khoảng gần một tháng rồi đó. Cái cây này nè là Lâm treo tầm gần một tháng rồi đó. Đối với cây này nhá, thì tùy theo tình trạng từng cây, chứ không có nói được là nó phải treo bao lâu như thế nào. Mình miễn sao mình thấy cái cây, mình cảm giác cái cây nó khỏe là mình cứ đem ra vườn mình treo. Rồi đó, thì cái video phục hồi, cái video mà chia sẻ cách phục hồi cây nó chỉ như vậy thôi. Nếu mà cô chú chị nào mà xem xong mà cảm thấy mà mình chưa có rõ hoặc chưa có hiểu á, thì có thể nhấn vào cái đường link ở bên trong cái phần mô tả video. Lâm có để một cái bài viết, Lâm có sưu tầm một cái bài viết và Lâm có chỉnh sửa nó để cho nó phù hợp hơn, cho nó đơn giản hơn để cô chú chị mình xem. Là cái bài viết mà cách phục hồi ngọc điểm bị nhăn lá đó, thì cô chú chị mình có thể xem cái bài viết đó lại và có thể là ghi lại nếu không nhớ đó. Rồi mình khi mình xem xong
nói chung là nó có nhiều trường hợp muốn lá xanh thì như thế nào thế nào thế nào, thì cô chú anh chị mình có thể đọc thêm bài viết đó để như mình tích lũy kinh nghiệm. Còn cái việc phục hồi nó chỉ đơn giản như Lâm nói lúc nãy thôi, nó không có gì phức tạp hết. Rồi xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất nhiều vì đã bỏ thời gian của mình để theo dõi video này, và nếu như xem video xong mà còn có gì chưa rõ chưa hiểu thì hãy để lại cái bình luận bên dưới video để Lâm giải đáp thắc mắc thêm cho cô chú anh chị mình. Xin cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn ở các video tiếp theo nha.